khó nhìn thấy ngôi sao nào khi ngước lên bầu trời Doha, thủ đô của Qatar, vì ô nhiễm ánh sáng và thời tiết mùa này. Nhưng nhìn lên các tòa nhà, bến xe, nơi công cộng và trong sân bóng, bạn sẽ thấy các ngôi sao Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar thuộc về câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Mà Paris Saint-Germain lại thuộc về quỹ đầu tư thể thao Qatar, nên dễ hiểu khi hình ảnh của họ tràn ngập Doha như biểu tượng của công cuộc xây dựng quyền lực mềm cho quốc gia này. Nếu tìm kiếm thêm ngôi sao, bạn có thể nhìn vào danh sách phát quả bóng vàng tháng trước. Nhưng thật thất vọng khi Karim Benzema và Sadio Mane, người chiến thắng và người về nhì trong giải thưởng cá nhân này, không thể góp mặt trên các sân bóng Doha vì chấn thương. Người về thứ ba, Kevin De Bruyne thì chưa thể tỏa sáng. Tất nhiên, khi nhắc đến quả bóng vàng, bạn không được phép quên tên anh ta, Cristiano Ronaldo, người đã 5 lần là chủ nhân của giải thưởng này. Hãy xem các ngôi sao đã tỏa sáng thế nào qua lượt trận đấu đầu tiên. Những người chứng kiến từng bước chân của Messi ở Doha sẽ cảm thấy giống như đang trải nghiệm một hoạt động tôn giáo. Khi rắc rối xảy ra đối với Ronaldo, Messi trở thành siêu sao được yêu mến hơn cả và được quan tâm nhiều gấp bội. Nhưng huấn luyện viên Herb Renard của Ả Rập Xê Út không phải dạng vừa. Messi bị đá rát, bất lực giữa vòng vây của những chiếc áo xanh lá cây. Bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup đã xảy ra. Đấu trường này thêm một lần nữa là một sự nhọc nhằn với cầu thủ giữ kỷ lục về số giải thưởng của bóng vàng. Messi đâu? Các cổ động viên Ả Rập Xê Út hô vang trong những dòng người xuống tàu điện ngầm trở về trung tâm Doha. Một cổ động viên trong số đó mặc áo đấu của Ả Rập Xê Út với số 10 và cái tên Messi sau lưng. Thật kỳ lạ phải không? Anh cổ động viên thật may mắn, vừa được chứng kiến thần tượng Messi ghi bàn và lại còn thấy đội tuyển quốc gia của mình giành chiến thắng nữa. Kylian Mbappe, người trẻ nhất và cũng là người duy nhất vô địch World Cup trong nhóm siêu sao, khá lặng lẽ nhưng đã thể hiện được đầy đủ phẩm chất ngôi sao nhất về mặt chuyên môn thuần túy. Tốc độ của Kylian Mbappe thật đáng kinh ngạc. Anh có thể chấp bất cứ cầu thủ Australia nào xuất phát trước 2m. Sự phối hợp giữa Kylian Mbappe và Theo Hernandez bên cánh trái có thể tàn phá bất cứ hàng thủ nào. Có những thời điểm, dường như toàn bộ hàng thủ Australia được bố trí đơn giản để ngăn chặn Mbappe. Một bức ảnh cho thấy anh cố gắng lách qua 6 hậu vệ y như bức ảnh Diego Maradona giữa vòng vây của 6 hậu vệ Bỉ tại World Cup năm 1982. Kylian Mbappe thể hiện hình ảnh đối ngược lại với những cáo buộc rằng anh đã trở nên quá ích kỷ trong thời gian gần đây. Theo Hernandez chăm leo biên, Kylian Mbappe được đẩy vào giữa sân nhiều hơn, hài lòng với việc trở thành người kiến tạo hơn, nhưng anh vẫn không quên ghi một bàn. Nụ cười mở rộng, tâm trạng vui vẻ của Mbappe chính là thứ đội Pháp cần nhất vào lúc này. Nó xóa đi đám mây mù bao quanh đội bóng, những chấn thương của nhiều trụ cột trước giải đấu, những nghi kỵ bất đồng trong hậu trường từ sau thất bại tại Euro hè năm ngoái. Trái ngược với Kylian Mbappe là đồng đội của anh tại Paris, Neymar bắt đầu trận đấu gặp Serbia với vẻ mặt lạc quan, điềm tĩnh, nhưng kết thúc trận trong nước mắt trên băng ghế dự bị. Neymar bị tiền vệ đánh chặn Sasa Lukic đeo bám khắp nơi. Có những lúc ngôn ngữ cơ mặt của anh như thể nói với Lukic rằng: "Muốn xin áo tôi à? Vậy thì lấy đi." Sau lưng là Lukic, trước mặt là trung vệ Milos Vekovic, đồng nghĩa Neymar thường xuyên đứng ngoài vòng cấm để Vinicius và Rafinha cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Serbia. Người thứ ba được giao nhiệm vụ để mắt đến Neymar là Nemanja Gudel, đã có pha quét chân anh. Huấn luyện viên Tite hoảng quá phải rút Neymar ra. Cũng may khi đó Richarlison đã lập một cú đúp. Việc gãy đốt sống lưng khiến Neymar không thể dự trận bán kết World Cup 2014. Cổ chân bị gãy mùa xuân 2018 đồng nghĩa với việc anh không đạt phong độ tốt nhất tại World Cup cách đây 4 năm. Giờ đây, Neymar nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bị chấn thương. Cố lên chàng trai, những giọt nước mắt nếu có thì hãy giấu đi, đừng để nó làm hoang mang các đồng đội. Lẩn quẩn giữa các tuyến, Kevin De Bruyne hành động như một huấn luyện viên trên sân. Khi không có bóng, anh cố gắng chỉ đạo lối chơi phía sau mình, gợi ý những pha chạy chỗ và chuyền bóng mà đồng đội nên thực hiện. Khi Jan Vertonghen thực hiện một đường chuyền dài không mục đích từ phía sau, Kevin De Bruyne đã lên tiếng cảnh cáo. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến vài phút sau đó, sau khi Adverell chuyền vượt tuyến cho Batshuayi băng xuống ghi bàn. Nhưng đường chuyền vượt tuyến là cách tiếp cận không được Kevin De Bruyne yêu thích. Xong, bản thân Kevin De Bruyne lại không có phong độ tốt. Anh thường chọn sai đường chuyền, cố gắng chọc khe cho Yannick Carrasco mà không nhìn thấy Tielemans đang ở vị trí thuận lợi hơn bên phải. Có thời điểm trong trận đấu, Kevin De Bruyne chỉ thực hiện thành công 16 trong số 25 đường chuyền và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất 64% trong toàn đội Bỉ. Được trao giải cầu thủ hay nhất trận đấu sau đó, Kevin De Bruyne ngượng ngùng nói: "Tôi không biết tại sao mình lại giành được nó, có lẽ vì tên tuổi của tôi chăng?" Thibaut Courtois cản phá một quả phạt đền và cứu thua những pha bóng khác xứng đáng được nhận giải hơn. Ngôi sao cuối cùng được nhắc tới ở đây là Ronaldo. Anh làm chủ những tít báo tiêu cực suốt thời gian qua trước khi giải đấu bắt đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Quả bom truyền thông về Manchester United xích mích
hoặc chỉ là sản phẩm tưởng tượng của truyền thông với các đồng đội, anh trở thành cầu thủ đầu tiên dự World Cup mà không thi đấu cho câu lạc bộ nào từ 36 năm trở lại đây. Manchester United đã cắt hợp đồng đối với anh. Nhưng Ronaldo là người có bản năng ngôi sao lớn nhất, ngôi sao của mọi ngôi sao. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, anh trở thành giống anh nhất. Tất cả đường gân, sợi cơ, thớ thịt, chân lông trên cơ thể anh đều đúng vào vị trí để bắt đầu show diễn. Thêm một phần diễn khuyến mại mở màn nữa, những giọt nước mắt từ khóe mắt anh khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên trước trận. Ngay đầu trận, rất tinh nhạy về mặt không gian, anh băng xuống nhận đường chọc khe của đồng đội. Cú chạm bóng hơi bị lỏng cổ chân một chút, bóng bật ra hơi xa, thủ môn Ghana mới có cơ hội lao vào chặn bóng. Mọi người trầm trồ khi anh bật cao đánh đầu với kỹ năng dừng cơ thể trên không trung mà trên thế giới chắc chỉ mình anh có. Khung thành cao 2m44, Ronaldo bật cao 2m64. Anh tạo ra quả phạt đền và biến nó trở thành bàn thắng. Huấn luyện viên của Ghana phàn nàn đó là quả phạt đền tưởng tượng, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Người ta chỉ quan tâm đến việc CR7 trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại năm kỳ World Cup mà thôi. Phi thường. Huấn luyện viên Fernando Santos của anh sau đó đã nói rằng Ronaldo là cầu thủ mà chúng ta sẽ nói đến sau 50 năm nữa. Đúng thôi, vì bây giờ chúng ta vẫn thỉnh thoảng còn nói về Pele cơ mà. Màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Ronaldo thêm một phụ gia nữa. Bức hình Messi treo trên khán đài làm nền phía sau. Một màn quảng cáo tuyệt vời cho World Cup. Gương mặt Messi ngước lên, nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa, không biết như muốn nói với Ronaldo điều gì. Cậu được đấy. Cũng bình thường thôi mà, việc gì phải diễn quá thế. Ok, nhưng cứ từ từ, chờ tớ thể hiện nhé. Ngay từ những khoảnh khắc đẹp nhất của Ghana cũng liên quan đến Ronaldo, Osman Bunkari, người ghi bàn thắng thứ 2 cho Ghana ở phút 89, đã ăn mừng cú đánh đầu của mình theo cách bắt chiếc Ronaldo. CR7 được trao giải cầu thủ hay nhất trận mà nếu theo các chuyên gia và khán giả, Bruno Fernandes xứng đáng hơn nhiều. Nhưng đây là ngày của Ronaldo rồi, giải thưởng nhỏ bé đó sao thoát khỏi tay anh cơ chứ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo từ ghế dự bị trở vào sân, đứng nói chuyện với Diogo Costa. Thủ môn này đã mất tập trung, suýt chút nữa khiến Bồ Đào Nha mất 2 điểm khi để Iñaki Williams rón rén theo sau anh ta và cướp bóng. Đối với một số người, Ronaldo đã của trách đồng nghiệp trẻ. Đối với những người khác, đó là một hành động an ủi. Như mọi khi, hành động của Ronaldo luôn được để mở cho mọi suy diễn. Và thế có nghĩa là bạn không thể nào rời khỏi mắt anh ta được.